Bạn muốn bứt phá bản thân thì hãy nghe những cái điều này. Một, những thứ dễ dàng như giải trí thì ai cũng làm được, nhưng nó không giúp bạn phát triển. Còn việc học rất chán, khó, thậm chí chẳng mấy ai thích, nhưng nó lại giúp bạn trở thành một viên kim cương sáng giá. Hãy nhớ, có áp lực thì mới có kim cương. 2. Suy nghĩ tạo ra hành động. Nếu bạn cứ nghĩ thôi để mai làm, thôi để mai tính, thì cái ngày mai đó sẽ kéo dài mãi mãi và trì hoãn sự hành động của bạn. Hãy thay đổi ngay lúc này đây, chứ không phải là ngày mai. 我可以上课不听作业不写成绩倒数在父母老师眼里颓废不堪但我也可以抛弃一切马回顺庸我的位置吧不负相传不负盛世不愧自我不愧时代祝各位一路顺风顶峰相见 Now all my friends are wasted, and I hate this club. And I drink too much. Now the Friday night I wasted. My eyes are black and red. I'm crawling back to your bed. Okay, this is love. 1, 2, 3, 4. ，整不开眼，他们撑到1点复习3点，你早上7点没法早起，他们早上6点开始自习，你数学120就沾沾自习，名校生140却暗自哭泣，你背个古诗都受罪，别人提笔文言往上怼，你付出双倍就觉得很累，就有人付出抄你4倍，令你惭愧，中考、高考、大学、社会，努力的人此生不悔。 颓废的人，惨到崩溃啊！时间一直向前走，没有尽头，只有路口。而我站在未来向你挥手，愿明年今天你在名校游走。明明有能力可以在。刷题累吗？累，但怎么也不如工地搬砖累。上学苦吗？苦。 再苦也赶不上种地的苦，别因为熬了几个夜心疼自己了，有那个功夫多去纸条积累积累素材，却不被单词记忆英语单词，去洋葱数学刷刷题，现在不吃苦，那以后就有吃不完的苦。明天开始你会长高，但体重会降，皮肤会变好，成绩会一直一直涨，健健康康，杯中物是，失而复得，不可能有什么的甜甜恋爱，总之接下来的一切都会万事顺意。 女孩子嘛，就要努力，要上进，要出息，过好自己的生活。你要知道，该来的都在路上。一个女生突然开始早睡早起锻炼身体，投资自己，不断学习，一心向前。你猜她是为了什么？你放学回家，捧起手机，她放学回家开始刷题。 It's never too late to change yourself. No matter how old you are, no matter how bad your current situation is, if you set a goal and move forward step by step, life could be turned around at any time.